Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Từ năm 2011 đến năm 2022, xã Minh Tiến huy động trên 253 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, trải nhựa áp phan, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, các trục đường liên thôn, liên xã được trồng hoa, cây xanh tạo diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Tỷ lệ người dân hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt trên 93%. Là một người con của quê hương Minh Tiến mà ngày hôm nay là ngày đón nông thôn kiểu mẫu, chúng tôi rất vinh dự và tự hào về quê hương của mình. Quê hương mình đã có rất nhiều đổi thay so với những năm mà tôi còn bé và học tập ở quê, nên là thấy là địa phương đã thay đổi rất nhiều. Điện đường trường trạm là phát triển nên thay đổi ra một cái cảnh quan mới và tôi rất mừng về điều đó. Địa phương đã chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Xã Minh Tiến hình thành 8 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với tổng diện tích trên 256 ha, chiếm trên 91% diện tích đất canh tác của toàn xã. Trong đó có gần 22 ha vải được chứng nhận Việt Gáp và gần 13 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn OTAS. Xã đã có 3 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt OCOP. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 70 triệu đồng một người trên năm. Kiểu mẫu về tổ chức sản xuất thì chúng tôi tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân là mở rộng cái diện tích chuyển đổi trồng cây vải lai và ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thâm canh cây vải lai, tăng năng suất và chất lượng. Song song với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển mạnh, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được toàn dân hưởng ứng tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, hệ thống chính trị luôn vững mạnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất năm 2022 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tiến, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhân dân và cán bộ xã Minh Tiến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tiến đã đạt được, đồng thời yêu cầu thời gian tới Đảng bộ và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động, tích cực tham gia nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phát huy tốt công tác dân chủ cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao, phát triển đa dạng sản phẩm OCOP nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.